Vâng, chào tất cả mọi người. Em Nam xe đạp hôm nay tiếp tục lên hình. Giới thiệu cho các bác một chiếc xe đạp Nhật bãi hiệu Bugeaud của Pháp. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng và cũng rất nhiều bác săn đón cái thương hiệu này cũng như cái dòng xe này. Đây là một chiếc xe địa hình có cả giảm xóc trước và giảm xóc giữa, đi rất là êm và rất là lịch người đi luôn, ngồi rất là dễ chịu. Và em đã đi rồi, phải nói là rất là êm và ngon, xe rất là chắc. Chiếc xe thì là cái khung của nó là bằng nhôm, khung bằng nhôm các bác nhé, màu bạc. Cái sườn là sườn thép mạ chrome hay gọi là sườn xi cũng được. Tôi sẽ quay chi tiết các bác chiêm ngưỡng chiếc xe này. Con này về là ghi đông ngang, đúng không ạ? Ghi đông ngang này, ghi đông bằng nhôm, phô tăng nhôm, khung nhôm, tay phanh nhôm. Tay phanh của nó là tay phanh Shimano made in Japan. Tay phanh bóp rất là nhẹ và độc đáo. Bộ tay phanh rất độc luôn các bác nhé. Đấy, cái này gạt ra này, đậy nó vào, bóp rất là nhẹ tay. Và dòng tay phanh này rất là đắt tiền luôn nhé. Có cả phản quang này, chuông này, gọng bình nước gắn luôn ở đầu xe, rất là tiện lợi, các bác có thể cắm chai nước vào đây, đúng không ạ? Con này là sơn nguyên bản, không dặm tút gì hết các bác nhé. Logo con sư tử múa, thương hiệu nổi tiếng Bugeaud của Pháp. Phanh là phanh Shimano, phanh chữ V, phanh nhôm và còn rất là chắc tay và bền, bóp rất là ăn. Cái má của nó vẫn còn đẹp nhá, chưa phải thay thế luôn. Con này là bánh bánh 26 inch hay gọi là vành 640, dạng vành phổ thông của dòng xe địa hình. Xe trang bị là cặp bánh Mavic sản xuất tại Pháp, vành hai lớp, chân khuyên hay gọi là lòng đền đấy. Đi kèm với nó là bộ lốt Travel theo xe, còn rất là đẹp và chưa thay thế. Nói là lốp này cũng rất là bền luôn ý, không phải là nghĩ luôn, các cái rãnh của nó còn nguyên, đúng không ạ? Lốp Travel giảm xóc là SR Santur màu xanh và êm, còn xóc này rất là êm và bền nhé. Em đi thử rồi, nhún rất là tốt luôn. Khung nhôm sơn nguyên bản màu bạc nhôm nhé. Nhôm này là nhôm 7005 gia nhiệt, tức là dòng nhôm nhẹ và cứng hơn 6061 và cao cấp hơn. Nó là dòng nhôm cao cấp nhất các bác nhé. Con này cổ thả nhìn rất là thể thao. Bugeaud cánh nhún giữa của nó đây, còn rất là đẹp, đúng không? Rất là êm và em đi thử êm lắm. Cái yên của nó thì về bãi về như vậy, yên to, mút căng dày, ngồi rất là lịch mông, cảm giác rất là dễ chịu khi đi. Xe này lắp thêm cả chắn bùn trước sau, đúng không ạ? Chắn bùn lửng rất hợp với phong cách chiếc xe này. Tem mác sử dụng bên Nhật. À, con này là Mayer này. Mayer là Mayer Shimano nhé, Mayer nhôm Shimano. Và lan là lan inox, trục tháo lắp nhanh, rất là tiện lợi và cao cấp. Bộ chuyển động con này là 3 đĩa 7 lít chuyển động Shimano chữ A made in Japan, rất là bền và chắc. Đây Shimano chữ A, cái đùi bằng nhôm này chắc chắn. Gạt trước cũng Shimano A, gạt sau Shimano A, lip theo xe, răng rất là vuông, siêu hiện tượng mòn gì các bác nhé. Các yên tâm sử dụng đến độ 20 năm nữa. Và chiếc xe này thì nó là dòng tầm trung, nó rơi khoảng trên 10 năm rồi. Em đoán như vậy thôi, chứ thực tế em chẳng biết nó sản xuất là bao nhiêu. Thì em nhìn cái ngoại hình của xe thì đoán nó là tầm trung. Đây, vành của mình sau Mavic của Pháp đây, made in France, đúng không ạ? Cặp lốp rất là đẹp.
đầy đủ phản quang trước, phản quang sau, phản quang bánh xe, gọng bình nước, đúng không? Chắn bùn, các bác sử dụng ngay, không phải chế tạo hay chế tác thêm một cái bất cứ một cái gì nữa. Vợ em sẽ kiểm tra qua số cái con này, vì cũng rất nhiều bác là hay quan tâm vấn đề về số ạ. Con này số rất là ok, em bao ngon và đã đi thử rồi. Tầng điện thứ nhất này, trục rất là bon và trơn. Bộ số bấm chắc tay và chắc chắn là chắc hơn dòng xe mới rất là nhiều, mặc dù sản xuất rất là lâu năm rồi. Tầng điện thứ hai, các bộ chuyển động của Nhật sản xuất thường thường rất là bền, độ duy trì ổn định rất là cao. Tầng điện cuối cùng, sẽ đủ 3 tầng đó nhé. Ok, và chiếc xe này thuộc loại là hàng siêu tầm các bác nhé, thương hiệu rất là nổi tiếng, thiết kế rất là hầm hố và khỏe khoắn, đi rất là lịnh mông con người, xe rất là đẹp và đều xe. Các bác sử dụng ngay và không phải thêm một thứ bất cứ thứ gì cả. Bác có thể lắp thêm cái đèn thì ok luôn, em không bàn cãi vấn đề đấy. Và bộ số hoạt động rất là ổn định, các bác yên tâm sử dụng. Và chiếc xe này là giá tầm trung, trên mức trung bình một tí các bác nhé. Xe rất là ok, lâu lắm mới về một con Biogot đẹp như này. Bác nào có nhu cầu liên hệ Lam 0985 125 505, em ship hàng toàn quốc. Cảm ơn tất cả mọi người.